Rồi hello, Hải thân chào anh em nha. Thì hôm nay mình làm cái video này là chia sẻ một cái thông tin rất là thú vị về cái vấn đề là con gà bị dẹo lườn nha. Và đây là một cái thống kê của một cái trang trại chăn nuôi gà thịt nha, mà lớn ở Long An đó. Thì như thế này anh em, thì người ta thống kê cái con gà nuôi thịt thì cái tỷ lệ dẹo lườn của nó chưa tới 1%. Đó, có nghĩa là 100 con chưa tới một con anh em bị dẹo lườn. Thì lý do tại sao? Rồi thì so sánh lại với cái mô hình chăn nuôi hộ gia đình, anh em mình chăn nuôi thả vườn, hoặc là những anh em nuôi cái trang trại nhỏ nhỏ mà nuôi kiểu mà gà đam mê đó, gà kiển nhà này kia ha, gà đi thi này nọ đó, thì cái tỷ lệ mà cái con gà nó bị dẹo lườn nha, nó cao hơn rất nhiều so với người ta nuôi trang trại gà thịt. Thì lý do tại sao? Và mình so sánh hai cái mô hình này đó, thì mình mới thấy được một cái vấn đề là cái con gà dẹo lườn là do thức ăn, có nghĩa là do dinh dưỡng anh em mình nuôi con gà nó không đạt và dẫn đến cái quá trình là con gà nó bị dẹo lườn anh em. Quan trọng là cái chỗ này đó. Thì anh em mình đó, nuôi gà mà dặn nuôi nhỏ lẻ, nuôi hộ gia đình ha, thì anh em mình chăm sóc nó không đồng loạt và thức ăn dinh dưỡng nó cũng không quản lý nghiêm ngặt lắm, cho nên cái con gà của mình trong cái giai đoạn mà nó phát triển khung xương nó mà nó thiếu chất, đặc biệt là nó thiếu canxi và phốt pho, thì cái con gà của mình nó có khả năng bị dẹo lườn anh em. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là nó dẹo lườn do là dị tật bẩm sinh. Thí dụ cái con gà mái trong cái quá trình nó đang đẻ và nó đang bị bệnh, thì cái số trứng đó nó có khả năng nở ra những cái con bị dẹo lườn do là sử dụng kháng sinh. Kết hợp với khoảng thời gian này nè, cái con gà nó bệnh thì nó ăn không được nhiều nha, và nó thiếu chất, cuối cùng nó phát triển phôi không hoàn thiện và nó bị dẹo lườn từ trong trứng. Nó bây giờ mình quay lại cái vấn đề là người ta nuôi công nghiệp nè, nó thì người ta nuôi công nghiệp cái dạng gà thịt thôi, nhưng mình lấy mình soi với cái này nha. Đó thì cái con gà mái của người ta là người ta cho ăn thức ăn gà đẻ đầy đủ canxi và phốt pho, đặc biệt luôn ăn thuần là thức ăn gà đẻ thôi, để người ta lấy trứng, sau đó người ta ấp nở. Thì trong cái quá trình phát triển phôi của cái trứng gà công nghiệp, nó được cung cấp đầy đủ canxi và phốt pho, cho nên cái tỷ lệ mà nó bị dẹo lườn là rất thấp nha anh em. Đó. Rồi thì sau khi cái con gà thịt nuôi công nghiệp này nè, từ khi nó nở ra cho tới nó lớn lên thì cái tỷ lệ mà nó bị dẹo lườn càng ít hơn nữa nha anh em. Một lý do đơn giản thôi, tại vì á là người ta nuôi cấp tốc liên tục khép kín để làm gì? Để cho con gà lớn nhanh nhất có thể. Thì đâu đó cái con gà công nghiệp này người ta nuôi tầm 2 hoặc 3 tháng gì đó là người ta đã xuất chuồng rồi nha anh em. Đó. Rồi bây giờ mình quay lại cái vấn đề mình nuôi cái con gà mà thả vườn, cái con gà kiển, cái con gà để đi thi của mình nè nha. Thì rõ ràng anh em nuôi một cái chuồng đổ, một trống 3-4 mái gì đó, thì anh em mình á là cho ăn cái dạng là ngũ cốc rồi lúa rồi thóc rồi thức ăn gì trộn lộn xộn nhau và cho con gà nó ăn luôn. Thì rõ ràng ở đây anh em mình không có cho con gà mái nó ăn thức ăn riêng biệt của nó là thức ăn gà đẻ. Tại vì con gà mái đẻ nó cần thức ăn gà đẻ, mà cái thức ăn gà đẻ thì nó có canxi và phốt pho trong đó rất là nhiều, mà mình cho ăn cái thức ăn bình thường của cái con gà thịt thôi, trộn thêm một mớ ngũ cốc này nọ hoặc lúa thức ăn bắp gì đó thì mình trộn lộn xộn vô, mình nghĩ là nó đầy đủ chất rồi, nhưng mà thật chất là cái con gà của mình đang bị thiếu canxi và phốt pho. Con của nó đó nở ra mà nó thiếu canxi phốt pho thì cái tỷ lệ của nó bị dẹo lườn là nhiều nha anh em. Đó là một nguyên nhân nha. Rồi sau khi cái con gà con của mình nó nở ra và anh em mình đâu đó sẽ nuôi bằng thức ăn gà con nha, nhưng mà nuôi được một khoảng thời gian rồi thì anh em mình lại dặm thêm gì, tắm nè, gà gạo lứt nè, thậm chí là lúa nè, gà bắp nè, trộn chung nhau ha cho gà nó ăn. Thì anh em mình là nghĩ đâu đó là đủ chất rồi, nhưng mà vô tình anh em mình trộn như vậy thì nó lại thiếu đi cái thành phần canxi phốt pho rất là quan trọng cho cái cơ thể con gà nó phát triển cơ xương nha. Cho nên cái con gà con của mình mà nuôi cái dạng là gia đình, nuôi cái dạng là gà kiển, gà đi thi ha, thì cái tỷ lệ mà nó bị dẹo lườn là rất là cao. Lý do cơ bản chỉ là thiếu chất mà thôi nha anh em. Đó. Cho nên những cái video trước á, mình hướng dẫn cho anh em mình về cái chế độ mà dinh dưỡng cho cái con gà con từ 3 tháng tuổi cho tới chuẩn bị vô chuồng 1 á, là cần phải bổ sung thêm cái loại thức ăn riêng dành cho heo con cai sữa nha. Thì cái loại thức ăn này nó bổ sung được cái thành phần canxi cần thiết cho cái con gà nha, để phát triển cơ xương anh em. Rồi tới đây thì mình chốt lại vấn đề cho anh em ha.
là cái con gà mình nuôi thường bị dẹo lườn là 90% là nó thiếu canxi và phốt pho. Nó quan trọng là hai thành phần này ha, ở trong thức ăn nó không đảm bảo đầy đủ. Mà đặc biệt ở cái con gà mẹ mình đã cho nó ăn cái thức ăn đã thiếu canxi phốt pho rồi, rồi sau này tới con gà con cũng vậy luôn nha, mình cho nó ăn nó thiếu hai thành phần này nữa thì dẫn đến cái tỷ lệ mà cái con gà bị dẹo lườn càng ngày càng nhiều anh em. Rồi tới đây thì hãy chúc anh em mình nuôi gà thành công nha. Rồi tạm biệt anh em.